nhật về trên AI thì uh, uh, AI hôm nay thì uh, có uh, Dogecoin này Dogecoin thì uh, Dogecoin thì cũng uh, cũng tăng khá là tốt đấy Dogecoin thì thạch cũng đã cô anh chị em uh, từ cái vùng 7 x này rồi thì uh, các bạn hỏi là điểm chốt thì thạch cứ nói là anh chị em cứ giữ thôi cái ta ghét tiếp theo là đây nó sẽ có một cái vùng cản là chấm một này vùng cản tiếp theo là vùng chấm một sáu thì Uh, xu hướng tăng này thì mình vẫn phải gồng thôi các bạn mình vẫn phải gồng thôi uh, còn uh, về pp pp thì uh, chỉnh này cũng cũng bình thường các bạn cái xu hướng tăng nó đang tiếp diễn ý, thì mình vẫn lại tiếp tục gồng tiếp đó thì uh, siba inu này siba inu đó Shiba inu thì nó tăng kiểu uh, nó cùng sóng với cả Dogecoin, dog coi tăng thì nó cũng tăng này hôm nay siba inu cũng tăng rất là tốt đó hôm nay thì có con people này các bạn này people hôm nay tăng 48% đấy trên meme me coi các bạn people hôm nay tăng 48% cũng rất là dữ dội đúng không đó hôm nay thì nổi bật nhất là có dog coi tăng 12% cbn cũng tăng này đấy. rồi pon hôm nay cũng tăng 15% uh, people là tăng tốt nhất là tăng 48% đều là những con uh, meme và thấy thế là nó vẫn xu hướng tăng thì mình vẫn tiếp tục uh, nắm giữ thôi các bạn